đã sẵn sàng chưa dạ <laughs> chén đầu <laughs> mùi vị này khá giống với loại rượu gạo người ta bán ở kênh kia ba ngày trước ừ. chắc không có. <laughs> thiệt mà ô, ô. 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 sao cô biết vậy <laughs> được à tiếp chén à thứ hai hả à. sao con biết không mẹ ơi có phải rượu còn dư của khách hàng không Ôi trời à, <laughs> trời ơi sao mẹ có thể bỏ phí chai rượu mới được chứ hả con trời ơi dơ quá đi cuộc thi lần này là trận chung kết ở Bung kinh tăng nếu con thắng cuộc thi này, con gái mẹ sẽ là nhân viên chính thức của một công ty lớn. Mẹ không thể ủng hộ con nhiệt tình hơn hay sao? Con gái nó đúng đó. Bà nên ủng hộ con bé nhiều hơn nữa đi. Và đừng có phá con nhỏ nữa mà. Ô trời đất ơi, con thiệt là có phước mà không biết hưởng đó nha. Được nếm thử nhiều loại rượu như vậy. Chỉ vì mẹ là chủ quán ba cho quân. Chứ nếu không thì con được nếm thử loại rượu ngon như vậy ở đâu. Nè, ít nhất là cậu cũng lấy cho con một chai không bị ám mùi thuốc lá đó. Cậu làm tốt lắm đúng không? <cười> 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 Hết số rượu mà đem về cho con con đã trả lại bằng cách vượt qua kỳ thi mẹ đợi coi kìa con thiệt ghê gớm nha có giỏi thì có chiến thắng đi mẹ sẽ thưởng cho con một thùng nếu con làm được điều đó được thôi rồi chén thứ ba ờ à, được rồi thứ ba. chén thứ ba nha Mẹ ơi, mẹ lại trộn rượu với nước rồi ừ. ôi trời ơi Ồ. thiệt không thể tin nổi con đúng là con ma rồi What dù mẹ biết ơi. con rất tài giỏi nhưng mà thiệt kinh ngạc đó nha wow. vậy là con đoán được hết chúng thật hay sao con gái ba là ai chứ là con gái của ô dông hô người uống rượu giỏi nhất mà wow. Yeah. Wow. con gái ba là người xuất sắc nhất đó nha nếu không tuyển con thì đúng là mất mát của họ rồi đó Ba ơi Sao ba lại nhắc tới chuyện chị thua cụ Coi kìa coi kìa sao con còn ngồi ở đây Kỳ thi ừ. tuyển sắp tới thì sao Sao không lo học bài đi Cho dù con có học bây giờ cũng không có nghĩa là con sẽ đậu Những lúc như vậy thứ con cần là sự thư giãn và sức khỏe kìa Ô, Nè 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 mọi người thôi đi Con là học sinh cấp 3 Cho nên là con đừng có tham gia nghe chưa Bây giờ chúng ta cùng uống về Obon dạ thôi. thôi. <laughs> cầm chén <laughs> lên đi, giờ uống hết luôn Rồi, nha. Rồi, cầm chén lên đi. Có phải mình ăn mừng quá sớm không vậy? <laughs> nè, mọi người cầm chén lên nào. Con xin cảm ơn cả nhà. Con sẽ trả ơn bằng cách vượt qua bài thi. Mục tiêu chính là công việc của bom tại Phun Kim Tăng. CẢN ly. CẢN ly. Ừ. Kim Tăng, ta tới đây. Vị trí chính thức sẽ là của ta.

Con ăn trước đi. Mẹ ăn đi, con có cuộc họp với khách và buổi thuyết trình. Đây là lúc duy nhất chúng ta ngồi với nhau. Đừng đem công việc lên bàn ăn nữa con à. Dạ. À, mẹ sẽ tới buổi thuyết trình có phải không? Mẹ tính như vậy đó. Trang phục lễ đính hôn của cô được chuyển tới. Ừ, để trong phòng con đi. Ừ. Hôm nay là ngày đính hôn của con, ít nhất con nên kiểm tra lại bấy chứ à, con sẽ kiểm tra sao con đi trước đây chào mẹ anh phải biết bây giờ anh đã không còn là nhân viên quèn nữa hay là nhân viên nhà máy rượu của bà be đâu anh biết chưa từ ngày hôm nay chúng ta đã thành thông gia rồi à, chúng ta không cần phải hạ mình khi đứng trước bà ta làm gì nữa và cũng không cần phải sợ làm gì nữa con trai của chúng ta rồi sẽ trở thành chủ tịch phun kim Tăng. em đi anh không muốn để thê hô biết em là người thủ đoạn như vậy đừng có phá lễ đính hôn này đó sao anh lại vậy hả chuyện đó có gì mà anh phải thấy nhục nhã chứ trời đất ơi không lẽ anh muốn con trai của mình thất bại giống như anh hay sao vậy trời ơi thiệt tình à, thiệt tình à. <laughs> con đi đâu vậy dạ con đi làm Hôm nay là ngày đính hôn của con đó. Có biết bao nhiêu việc cần phải chuẩn bị. Vậy mà con tính đi làm sao? Ờ, à, hôm nay con có kế hoạch quan trọng. Con sẽ về ngay sau khi làm xong công việc mà. Con đi làm đây mẹ. Mình đi thôi ba. Ờ. Tôi cảnh cáo bà đó. Đừng có quá trớn. Ở trong buổi lễ đính hôn đó. Có biết chưa? Tôi đâu có định quá trớn gì đâu mà. Ừ. Đi thôi. Ừ, dạ. Đợi chút, Thê Hô à. <laughs> mẹ nói nè. Con là tất cả đối với mẹ. Còn phải hết sức tập trung để chú ý đó. Con hiểu những gì mà mẹ đang nói hay không? Con hiểu rồi. Mẹ đừng có lo nữa. Trời đất ơi, con trai <laughs> của mẹ. Mẹ làm được gì nếu không có con đây? Được rồi, gặp lại con sau ha. Ừ, con đi làm nha. <laughs> nó vẫn đi làm. Cho dù hôm nay chính là ngày mà nó chuẩn bị đính hôn. Vùng kim tăng thuộc về ta nhà mình chỉ là vấn đề thời gian thôi. <cười> <cười> À, dạ, xin chào chị bé Tôi là mẹ của Thê Hô Không biết Aran đã nhận được váy mà tôi gửi hay không à, <laughs> Vì con bé vẫn chưa gọi điện báo cho tôi Nên tôi đã chủ động gọi cho chị đó Phải Cảm ơn chị rất nhiều vì sự chu đáo này Tôi sẽ nói Aran gọi điện lại cho chị Hẹn gặp lại chị sau chuẩn bị mọi thứ cho buổi phỏng vấn xong chưa Dạ tôi nhờ chút đi ờ à, nè cô à cô đang làm gì vậy tôi xin lỗi tôi rất gấp đi tới một chỗ rất quan trọng tôi đi nhờ có được không vậy cô ra đi tôi cầu xin anh tôi thực sự có một cuộc phỏng vấn hết sức quan trọng á trời ơi à, tôi đang nỉ mà dịp tới bông kinh Tăng thôi mà tôi sẽ trả tiền taxi mà hả đến từ bây giờ tôi không cần cô ra ngoài đi cậu này á đặt taxi từ sân bay về nhà mất rồi chú à cứ đưa cô ta tới nơi cô ta yêu cầu trước đi Tôi cảm ơn anh Ông trời nhất định sẽ phù hộ cho anh Nè cô gái Hôm nay cô gặp người tốt rồi đó <laughs> Ủa? Ủa? Ủa, làm sao đấy? Chúng ta tới chỗ rồi. Hả? 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 Ờ, nè cô kia. Ờ, quang đã, Nè cô kia. Tiền taxi. Ê, thiệt tình. À, không sao đâu chú. Cứ đi đi. Số tiền đó tôi trả cho. Cô ta là loại người gì kỳ gì vậy? Người số 35 cô bơm. Cô bơm vẫn chưa tới sao? Người số 36 có thể vô được rồi Dạ Người số 35, thiếu sinh ô bơm đã có mặt rồi Cô sẽ bị loại Vì cô đã tới trễ giờ cuộc phỏng vấn đó Tôi rất xin lỗi, thằng thần xin lỗi Đây là dòng thử rượu Mọi người thử uống ly thứ nhất đi bây giờ thì mọi người phải tìm loại rượu giống như vậy trong số rượu để ở trước mặt của mình Bây giờ hãy đưa ra loại rượu mà mọi người chọn đi. Tiếp theo là dòng nếm rượu thuốc. Phải tìm ra được đâu là loại rượu được chân cất từ loại men Kuchy berry. xin giơ cao đáp án mà mọi người chọn đi trong lần kiểm tra tiếp theo này chúng tôi sẽ kiểm tra khú giác mọi người hãy đeo bịt mắt lên và tìm ra đáp án đúng chỉ bằng cách thông qua khú giác rượu trái cây rượu trái cây rượu lê rượu gạo tôi muốn hỏi thí sinh số ba mươi lăm sao cô viết đáp án là rượu gạo ý cô là rượu của chúng tôi bình thường vậy sao là gì mùi tôi ngửi được chính là mùi gạo đó là lý do mà tôi viết ra như vậy thí sinh tới trễ, đúng là có lựa chọn đúng nhất. Cô ta có một khứ giác tuyệt vời. tôi nghĩ là chúng ta câu được con cá lớn lắm đó. Ừ. tôi đang nghĩ câu hỏi có sợ chút. <laughs> à, mình rớt rồi. Hái mình đã luyện tập trong suốt hai năm qua mà. <laughs> Nghe nói hôm nay phỏng vấn rất thú vị chúng ta đang tính sắp xếp cho người này vô bộ phận nghiên cứu tôi nghĩ cô ta có một khu giác rất tuyệt vời cô ta dễ dàng nhận ra thành phần của ta em thấy trước đây chị cũng là người đặc biệt như vậy mà <laughs> đúng là vậy nhưng mà giác quan cũng bị lão quá giống tuổi tác còn rất nhiều loại rượu mà tôi vẫn muốn được làm lại lần nữa <laughs> bên này bên này bên này <laughs> em đã nói là em không muốn ăn gì rồi mà. đây chính là tình yêu anh muốn dành cho vợ của mình <laughs> đây là món quà đầu tiên của anh đây món canh trong biển có chứa rất nhiều trứng cá mà anh đích thân mua từ chợ về cho em đó cảm ơn anh nha hỏi yên gì vậy con là con gái của ba sao lại không nhớ hôm nay là ngày gì ờ à... con nhớ là ngày sinh nhật của mẹ mà. Mẹ ơi, chúc mừng sinh nhật. <laughs> anh sẽ chuẩn bị sinh nhật cho em thật chu đáo. <laughs> nhà này có gì quan trọng hơn là ngày sinh nhật của vợ anh đâu chứ. ơi thổi hết ra nhà. Của tôi trên kênh B Dramas lúc 20 giờ tối nay. Đây là ngày cuối mình phải làm chuyện này. Ba! Sao ba không thấy làm cho đúng vậy? Sao cô lại dư nhiều kiếp khi đang làm vũ à, công vậy? Ráng à, hết sức bà đi. Ba nhẹ nhẹ thôi. À, ừ. Ba ơi! Oh, dạ. Ba ơi! Ồ. À, anh Maru! Sao anh ở đây? Ê, này, dạ? Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Yên, trật tứ, trật tứ, trật tứ. Mẹ con không được biết là con đã về đây đây là món quà thứ hai của ba đó Thôi, ba thiệt lãng mạn quá chào đi. mừng con đã trở về cho gia đình của mình Nha. dạ nhanh lên anh đi trước đây dạ ừ. anh đi nghe bản ghi nhớ anh phải cố gắng rút ngắn thời gian thi công lại mới phải chứ anh phải làm việc cho đúng hạn nếu muốn tuân thủ hợp đồng mới đúng mình ơi Ủa? Ủa? đây rồi Chà. mẹ ơi mẹ ơi Chuyện gì xảy ra vậy? Chúc mừng sinh nhật mẹ nè, anh đã nói là em cứ đợi đi. Con trai của chúng ta là món quà thứ hai đó. Coi bộ con trai của mẹ sụp ký rồi thì phải đó. Ôi, ừ, con nhìn mẹ cũng thấy như vậy đó. Có chuyện gì không mẹ? Có chuyện gì đâu. Có lẽ mấy ngày gần đây mẹ thấy nhớ con trai của mẹ đó. Ôi, đúng thật là giây phút cảm động quá. À. Em cảm thấy ra sao về món quà của anh? <laughs> em cảm thấy mình đã gần như lên cơn đau tim rồi đó anh à. Hây, chỉ là một chuyện nhỏ thôi và ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu giờ à bây giờ mọi người cứ đứng yên ở vị trí đó đi ha chúng ta sẽ lưu lại kỷ niệm cho một ngày đặc biệt như ngày hôm nay ừ. cùng nhau chụp chung tấm hình đây đây để chỉnh lại đã chà nhanh lên đi ba nhanh lên đi à, mọi người nghe tôi nói đây cho dù là ông chủ hay bà chủ có yêu cầu nhưng mà nếu làm tốc độ quá nhanh thì công trình sẽ không được an toàn đâu ừ. Ừ, dạ ngay bây giờ à Như sao anh lại giao nó tới nhà tôi vậy chứ kết <laughs> tốt rồi mình đi lên mất thôi Uống rượu tới say mềm ngay trước ngày phỏng vấn Mình không biết nữa Mình sẽ đi tìm việc làm thêm ừ, Cậu có biết chỗ nào làm thêm không? Mình không thể tiếp tục kén cá chọn canh nữa Mình sẽ chấp nhận rửa bể cá mập cũng được nữa Chỉ cần việc đó có thể giúp cho mẹ mình cảm thấy thoải mái Ừ, cậu cố lên nha Giao hàng tới đây Hả? Dạ, hàng đây. Vậy dạ, à? Dạ. Được rồi, cảm ơn dạ. anh. Em. Dạ. Hả? Cái gì vậy? Có giật mình chết đó. Ba, à? đó là cái gì vậy? Không có gì đâu. Sao ba lại như vậy? Tìm trẻ lạc. như mọi người thấy trên biểu đồ thì việc kinh doanh các loại rượu truyền thống hàn quốc ở nước ngoài trong thời gian gần đây đã có những biến đổi theo chiều hướng đi lên rất tốt nhưng có điều chúng ta phải thực sự cố gắng để có thể tìm kiếm cơ hội và nâng cao hiệu quả bán hàng một lần nữa để phát triển thương hiệu rượu mới ở nước ngoài trong thời gian tới đây loại rượu mới này có thiết kế trang nhã và lịch sự đồng thời nồng độ cồn cũng thấp hơn so với bình thường khách hàng tiềm năng của chúng ta là người trẻ trung quốc cho nên tiếp thị cũng cần điều chỉnh nó lại mời các vị coi thử đoạn clip sau Rượu này của Hàn Quốc đúng là rất dễ uống Đúng vậy Nè, kẹ ly <laughs> Chà, họ cho thứ gì mà dễ chịu vậy ừ, mm, Mùi nhẹ nhàng thiệt đó Phải đó Rượu này bao nhiêu tiền, có bán ở Trung Quốc không Đoạn clip mà mọi người vừa coi Được ghi lại khi phỏng vấn một vài người ở Trung Quốc Và rượu của chúng ta đã gây ấn tượng với người trẻ ở nơi này Nhưng mà có điều, đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa được bán hàng ở nơi này cho nên là bộ phận tiếp thị của chúng tôi đã trực tiếp tới Trung Quốc hai năm trước và làm việc trực tiếp với những nhà phân phối và cuối cùng hôm nay chúng tôi cũng đã ký được hợp đồng với đại lý nhập hàng của Trung Quốc. Bây giờ mời có tài liệu trước mặt. đây là hợp đồng mà chúng tôi đã chuẩn bị cho việc ký kết này và đây là <laughs> sự việc này cũng không có gì lớn nhưng chúng tôi muốn sử dụng cha của trung quốc cho rượu của quý vị đây mời coi nó rất đẹp đúng không nhưng mà nó không hề có trong thỏa thuận mà à, chúng tôi tin chắc là quý vị có thể đáp ứng yêu cầu này <laughs> Với bên cạnh mong muốn bảo tồn loại rượu truyền thống của Hàn Quốc Chúng tôi còn muốn bảo vệ thương hiệu rượu Bung Kinh Tăng của mình nữa Đó là lý do chúng tôi thỏa thuận hợp đồng này Vậy nghĩa là cô nói không đồng ý sao? Có chuyện này cũng không được à? Không, chúng tôi không đồng ý điều này Coi kìa, các người chỉ là một công ty nhỏ thôi đó Vậy hợp đồng này tôi sẽ không ký Ờ, dạ khoan đã, xin chờ một chút Thưa các vị Em bỏ qua nó đi Anh bỏ qua chuyện gì hả? Cứ quỷ hợp đồng như vậy hay sao? Thưa các vị khoan đã, xin hãy dừng bước. Xin hãy nghe tôi giải thích rõ ràng. Không cần nói nhiều. Thưa giám đốc, xin dừng bước, khoan đã. Ai... lễ đính hôn, anh thê hô và choe Aran. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lại để cho người lớn phải chờ. Coi bộ Aran đang phải làm mọi việc ở trong công ty. Nó còn tới trễ cả lễ đính hôn của mình tôi thành thật xin lỗi điều quan trọng nhất trong chuyện này là chị be lại tới lễ đính hôn của con gái mình chỉ một mình thôi sao nhìn cảnh này tôi thật sự rất đau lòng thay chị đó nha em dừng lại đi em chỉ nói ra những sự thật rành rành đó thôi bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi mình có thể nói mấy chuyện này mà ừ. có phải không chị thông gia nghĩ sao có phải là aran vẫn đang hợp với khách hàng không dạ có chút chuyện con thử cố gắng gọi lại cho nó đi dạ dạ đây không phải là văn phòng của chủ tịch mà anh phải làm như vậy xin hãy nghe tôi giải thích một chút thôi cũng được à, chúng tôi không muốn nghe nữa à, tôi thành thật xin lỗi vì sự đường đột của nhân viên chúng tôi ý tôi không phải là hoàn toàn đã từ chối đề nghị của các anh chỉ là chuyện đó đối với chúng tôi có hơi bất ngờ một chút mà thôi à. À, chúng ta đã làm việc suốt hai năm vì dự án này rồi các anh không thể từ bỏ đơn giản như vậy được ờ à, thiếu tình à, 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 giám đốc ơi dạ thưa giám đốc trời ơi mời lên xe À, thưa giám đốc giám đốc ơi xin đợi đã xin xin đừng đi mà chỉ một phút thôi giám đốc ơi dừng lại đi xin cho tôi một cơ hội nữa thôi thưa giám đốc giám đốc ơi <laughs> anh Thê hô à bản hợp đồng đó đã thành giấy lộn luôn rồi sao lễ đính hôn bây giờ chuyện đó còn quan trọng sao những gì mà anh làm hay sao chứ <laughs> em sẽ không tới lễ đính hôn nữa đâu em nhất định phải lấy lại được bản hợp đồng đó <laughs> Sắp tới chưa? Aran đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với Aran sao? Không có gì hết. Con rất xin lỗi. Con nghĩ hôm nay tụi con không đến hôn. Ừ, 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 con... con đang nói chuyện gì n vậy? Nè, thầy Hô à, tôi đang nói cái gì mẹ không hiểu nổi. Con nhỏ quý rủ thầy Hô nhà mình, và giờ thì nó không xuất hiện chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra làm cái gì mà có chuyện gì chứ à, chị be à xin chị giải thích về chuyện này đi rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy hả ừ. tôi thành thật xin lỗi trong thời điểm này tôi cũng không biết phải nói gì hơn đây chính là món quà mà ba anh đã đặt và nói là quà tặng cho mẹ anh ba của anh đúng là người đàn ông lãng mạn đó ba mẹ của tôi chuẩn bị sẽ kết hôn vào hôm nay ô <laughs> oh, camaru nè không phải là cậu đang ở bên mỹ sao ôi cha tôi không ngờ mình về nước dự sinh nhật của mẹ mình ồ oh, thiệt là tuyệt nha nè lên xe đi đi uống chút gì Ờ, à, không được mình sẽ gọi cho cậu sau nha bây giờ mình phải về nhà sớm mất rồi Ê, thiệt tình chỉ một chút thôi chúng ta đi gặp một vài người nữa thôi ừ? nè mình chỉ cần ngồi một lúc thôi hả được rồi mình biết rồi đừng có lo chà cứ như vậy á sao mẹ cô không mê ba được <laughs> ba ơi sao vậy <laughs> món ăn của bà đúng là tác phẩm nghệ thuật hả ba không cần phải trang trí thêm bất cứ thứ gì nữa tự tin quá cũng dễ thất bại đó ba nè dù ở lĩnh vực nào thì tự tin cũng đều có tác dụng ừ. trước tiên con phải học cách yêu mình thì mới có thể yêu người khác được không phải nó cũng là một nghệ thuật sao ê con là một vũ công bà lại không hiểu điều này ê Ủa? Trời coi kệ đang làm gì trong bếp với cá tập về vậy đàn ông con trai sao lại làm gì trong bếp, bếp được chứ con Ê, trời ừ, đất trời ơi. ơi, mẹ ơi mẹ đừng có làm gì mà bà nội à Ê, làm vậy kỳ quá con là kỳ cục quá bà của con là con trai bà bà làm vậy thì có gì không được chứ bà nội à dù cho chúng ta là người một nhà nhưng mà cũng cần phải giữ phép lịch sự lịch sự là cái quái quỷ gì vậy nếu con biết phép tắc lịch sự thì sao không chào bà sau một thời gian dài chúng ta không gặp nhau đi ai thì là mẹ còn đích thân mua tới ba vỏ trứng này cho sinh nhật của con dâu nữa. Con trai mẹ thì đứng đây nấu nướng một mình vậy, còn cái đứa con gái nó gọi mẹ bằng bà thì căng nhằn mẹ ngay khi vừa mới gặp. Được rồi đó mẹ, dừng lại đi. Cái này được gọi là mỗi gia đình đều có một phong cách riêng biệt hoàn toàn. Ừ ơi trời ơi mẹ đã nuôi dạy con trở thành một người con trai tốt vậy mà con chỉ biết có phục vụ mỗi mình vợ thôi sao suốt ngày con ở trong bếp như vậy là sao con? Lúc nào mẹ con cũng luôn nhớ gửi tiền để biếu bà tiêu xài mà à... nhưng sao lần nào bà cũng nói xấu mẹ con hết vậy chứ? À... Nếu bà tiếp tục như vậy con sẽ nói mẹ con không gửi tiền cho à... bà trời... nữa. Con nhỏ này sao mà con dám nói với bà bằng cái giọng như vậy hả? Trời ơi à... bực mình như quá. Con mà. Ơi. Vợ hai của con mời mẹ tới dự sinh nhật của mình à, sao mẹ không nhìn thấy nó đâu hết trơn vậy chứ? Bà nội à, bà không thấy ngừng gọi mẹ con bằng hai từ vợ hai được sao? Đúng đó mẹ ơi, mẹ đừng có gọi như vậy, ở trước mặt bọn trẻ. Cái con nhỏ này lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện với bà thôi à. Bà không phải là người gây ra chuyện này đâu. Thiệt tình à, bà nội nói chuyện <laughs> à, vậy đó. Được rồi, mẹ hiểu mà không sao sau này con có lên thiên đường mà có hai người vợ thì mẹ cũng không có quyền gì mà nói hết anh à, ơi trời. đừng nghe mẹ nói lúc nào mà cũng như vậy hết á à. mẹ à con có vài điều muốn nói với mẹ đi con đã quyết định sẽ kết hôn với cô ấy ngay trong ngày hôm nay hả hả à, ơi, con à, hai đứa ở với nhau hai mươi năm rồi sao vợ lại cưới chính vì đã ở với nhau hai mươi năm rồi cũng nên làm điều này chứ Vậy trời, vậy con đã xử lý hoàn toàn với vợ trước của con chưa? Ê, trời ơi, sao lại kết hôn khi còn chưa làm việc đó nữa cho? Cứ việc sống như con vẫn sống bình thường đi. Con hoàn toàn đứng về phía của ba đó. <laughs> Ôi, em không biết nữa. Em không có quyền gì nhận xét về chuyện này khi vẫn còn đang độc thân. Hả? Mẹ nghe con đi. Con không biết mình sẽ ra sao nếu đó không phải là cô ấy. Con đã nợ cô ấy rất nhiều, rất nhiều rồi. Và từ bây giờ, con sẽ bù đắp lại với những lời mà con vừa nói. Con rất muốn kết hôn với cô ấy trước mặt gia đình. Được rồi. Ờ, à, không sao, không sao. Em lái xe về cẩn thận nha. Cô ấy nói sắp về tới nhà rồi mẹ ơi. Mà Rui cũng nói sắp về rồi. Mẹ, mẹ nhớ không? Để cho vợ con được bất ngờ, mẹ phải trốn đi trước khi cô ấy về. Ờ, à, sao cũng được mà. 어? 어? 엄마 벌써 안 나와. 어머니, 어머니, 빨리 오. 가지, 가지, <놀람> 어, 아이 가지가지 한다. 니들끼리. 할머니, 좀. 엄마 좀 오빠가 이렇게 하는데 좀 장단 좀 맡아줘. 아이고, 참, 나가, 별쇼를 다. 아이고, 에 빨리, 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 빨빨 chúng tôi tới từ tòa án à, à, vậy các anh tới đây có chuyện vậy cô kim chen su không có khả năng thanh toán khoản nợ đã dây từ công ty cho nên chúng tôi tới tịch viên ừ, tài sản nhưng mà các anh vừa nói gì chuyện gì tôi không hiểu đây chính là văn kiện đảm bảo chuyện ghi nợ ờ à, à, đợi chút đã chuyện gì vậy ba coi kỹ tài liệu đi anh ơi, Rốt cùng là có chuyện gì xảy ra vậy anh? Hả? Trời ơi, sao, sao lại có chuyện như vậy xảy ra ở nhà này chứ? À, anh ơi, con trai của tôi đang chuẩn bị kết hôn sau hai mươi năm chung sống, sao anh lại làm như vậy hả? Ờ, ở đây à, tôi, đó, tôi, tôi thấy có vài điều hình như tôi... hơi lầm lớn rồi. Để tôi xác nhận lại với vợ của mình đã. Trời ơi, con trai ơi, mẹ cứ tưởng là con sẽ trúng được quả đậm này khi gặp được một người phụ nữ giàu có. Nhưng thì ra nó lại chỉ có cái vỏ rỗng mà không phải vàng Trời ơi, chết mất thôi Ba gọi cho mẹ đi ba ơi Trời ơi, tôi tưởng là sung sướng Thì ra là ngược lại hoàn thôi toàn Thôi mà mẹ ơi, mày đừng có làm ông lên nữa Chúng ta làm sao đây Ông trời ơi, sao ông tàn dẫn vậy Đời, Làm sao đây, đây? Chú ơi chú <laughs> Nè cô dạ. Đây là buổi lễ giới thiệu sản phẩm mới Nên cô phải thể hiện sự sexy và vui nhộn đó Dạ Nè, bên kia Mình đã rớt phỏng vấn ở Bung Kinh Tăng Và giờ lại làm thêm cho chính họ nữa Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua hết rồi Ít nhất thì ở nơi này cũng trả lương rất cao Ô bơm, cố lên đi có sức lên chiến đấu dạ mời vô đây là loại rượu khuôn kinh tăng mới ra xin đừng bỏ qua rượu chân chung này rất là yêu quý các bạn đó tôi yêu các bạn rượu chân chung mời anh thử một ly mời quý khách uống thử một ly rượu cảm ơn tôi không lấy xin mời quý khách thử rượu chân chung đi nè các anh bạn mình tới đây ôi trời cậu ơi, đây sao không đâu cùng <laughs> muốn với nhau đi ha không sao đâu mình tới gặp các cậu thôi mình phải về sớm hôm nay sinh nhật của mẹ mình hey. Hey. nhưng mà cũng đã tới đây rồi uống ly đi rồi đi cũng được Ừ. Uhm. Được rồi, một ly thì không sao hết. Tuyệt quá. <laughs> <là, cười> tuyệt quá ly. Được rồi, ly này chúng ta hãy uống vì người mẹ yêu quý của mình nha. Cạn ly. Cậu <laughs> vẫn như xưa can ma à. Được rồi, mọi Đúng. người, cầm ly lên. Cùng uống chúc mừng sinh nhật mẹ của Maru nha. Cạn ly. À. bây giờ mình đi nha. Nè, đi thật sao? Ờ. Uh. Mời quý khách uống thử một ly rượu. Của anh ta phải không? Nè, cô, chú. Dạ đây. <laughs> Ủa, đâu mất rồi ta? Nó là gì vậy ta? Ủa, <laughs> chắc ừ, là anh ta mua để tặng cho bạn gái rồi. Ôi, phải tìm anh ta ở chỗ nào bây giờ? cô làm gì vậy? Hỏi <laughs> lên. Dạ. Nè cô ơi Cô gì ơi Nè cô chờ một chút